Xin chào tất cả thành viên của Vitalite. Ngày hôm nay thì Thắng sẽ giới thiệu cho mọi người về một cái cơ hội phát triển cộng đồng tiêu dùng sạch và hợp tác kinh doanh cùng Vitalite. Đầu tiên thì Thắng sẽ giới thiệu cho các bạn, đây là trụ sở văn phòng nằm tại Hải Âu 11 FP12 số nhà 171 Vinhome Ocean Park, Gia Lâm, Hà Nội. Và đây là địa chỉ văn phòng công ty, thì anh chị em có thể qua tham quan cũng như là qua để cùng trao đổi công việc tại đây và làm việc tại đây. Và đây là những sản phẩm được trưng bày tại quầy gian hàng của Vitalite. Nhìn rất là đẹp đúng không ạ? Đồng phục của Vitalite thì nhận diện là các bạn sẽ nhìn thấy là màu trắng. Và bên cạnh đó sẽ có những cái viền màu xanh của logo Vitalite. Hệ thống tiêu dùng của Vitalite có tên là Xanh Sạch Thân Thiện Môi Trường. Ngày thành lập công ty là ngày 30 tháng 12 năm 2022. Website công ty thì là vitalitemart.com, các bạn có thể lên đây tham khảo. Giới thiệu về công ty Vitalite. Công ty Vitalite là tiền thân là công ty cổ phần Vitalite, là công ty có bề dày kinh nghiệm về đào tạo, kinh doanh và phân phối đa lĩnh vực trên toàn quốc, cung ứng nguồn nhân lực cho các đơn vị kinh doanh tốt tại Việt Nam và quốc tế. Sau khi nghiên cứu nhu cầu của thị trường và thấy được nỗi đau của thị trường về sức khỏe liên quan đến sản phẩm hóa học và sức khỏe của con người bị ảnh hưởng, chúng tôi đã ra đời các sản phẩm nghiên cứu hơn 200 năm của Đức và châu Âu. Nó an toàn cho con người và môi trường, đều là các mặt hàng thiết yếu như là nước rửa chén, dầu gội đầu, nước giặt, các sản phẩm tẩy rửa và hơn 100 các mặt hàng đáp ứng các nhu cầu của toàn bộ người dân Việt Nam. Chúng tôi liên tục nghiên cứu và nâng cấp hệ sinh thái, giúp phủ sóng rộng hơn, lan tỏa mạnh mẽ đến từng thôn, từng xã và người người nhà nhà biết đến cái hệ thống tiêu dùng xanh sạch thân thiện môi trường, dùng tốt sống khỏe. Ngoài ra chúng tôi còn nghiên cứu các sản phẩm liên quan đến nông nghiệp và các sản phẩm cho thú cưng, đồ phong thủy, các sản phẩm sức khỏe. Tầm nhìn, mục tiêu và giá trị cốt lõi. Tầm nhìn là trở thành một công ty phát triển tốt tại Việt Nam về các sản phẩm tiêu dùng sạch và là đơn vị sản xuất kinh doanh cho các đối tác kinh doanh. Mục tiêu là phủ sóng 63 tỉnh thành vào năm 2025, tạo ra 10.000 điểm bán, hệ thống phân phối trên toàn quốc. Cái giá trị cốt lõi là đặt khách hàng làm trung tâm, xây dựng, đào tạo và phát triển đội ngũ kinh doanh làm nòng cốt. Cái giá trị cốt lõi mà công ty đang hình thành và phát triển là dựa trên cái việc kiên trì, trường kỳ và không có phân biệt là người trẻ tuổi hay là người già, hay là người nhiều tiền hay ít tiền, thì đều được như nhau. Đó. Và chúng ta ở đây chúng ta có thể biết về ban lãnh đạo công ty thì gồm có Trường Hoàng Dung là founder của Vitalite, là nhà đào tạo, là người truyền cảm hứng và hơn 10 năm kinh nghiệm lĩnh vực đào tạo và phát triển hệ thống. Và Thắng thì là co-founder của Vitalite, là nhà đào tạo, hơn 10 năm cố vấn đào tạo phát triển cho các doanh nghiệp, phát triển đào tạo năng lực cho nhiều tổ chức trong và ngoài nước, nghiên cứu và phát triển tiềm năng của con người. Ngoài ra thì có một số ban cố vấn chiến lược và xây dựng kinh doanh, ban truyền thông marketing, đội ngũ đào tạo, đội ngũ tư vấn bán hàng. Tiêu chí lựa chọn sản phẩm của công ty thì là đầu tiên là phải chất lượng, thứ hai là phải an toàn, thứ ba là tính tiêu hao. Tiếp theo là những cái sản phẩm này sẽ được tái sử dụng liên tục và dễ sử dụng, tốt và phù hợp cho mọi nhà. Sản phẩm Vitalite thì ứng dụng nguyên liệu chiết xuất từ động thực vật, sản phẩm sinh học, chứa các chất cây thực vật thì nó gồm hơn 30 loại trái cây thực vật, như là kể cả là tinh chất quả bồ hòn, bên mình cũng chiết xuất enzyme và rong biển cũng chiết xuất ra. Và mùi hương của bên mình dùng thì đều là tinh dầu, không có sử dụng chất tạo thơm. Công nghệ lá sen áp dụng vào trong này nó giúp cho cái việc sản phẩm của mình ấy, nó óng ánh và trắng sáng, bao phủ trên các bề mặt. Cái sản phẩm được tín nhiệm công nghệ hàng đầu và thì Đức, thì trước nay mọi người biết rằng là cái sản phẩm của Đức ấy, độ tín nhiệm nó rất là cao và cái tính độc quyền của sản phẩm nó rất là cao đúng không ạ? Và công ty liên tục nâng cấp một số cái sản phẩm khác ngoài danh mục đưa hệ sinh thái trong thời gian tới phù hợp theo từng giai đoạn. Và trên đây là một cái bộ sản phẩm tiêu dùng đầu tiên mà công ty đưa ra, đó là bộ sản phẩm tiêu dùng xanh sạch thân thiện môi trường. Đó, mọi người thể nhận diện các bao bì trên hình ảnh đấy ạ. Ngoài ra công ty thì đầy đủ các giấy công bố chất lượng cho các bạn nhìn ở trên hình ảnh, mọi người có thể nhìn thấy. Công ty thì liên tục hỗ trợ các điểm bán cũng như hỗ trợ khách hàng trên tất cả các địa bàn và tại văn phòng. Đó. Và đây là một số hình ảnh để mọi người có thể nhìn thấy. Chúng tôi liên tục đi mở các điểm bán đúng không ạ? Và bán hàng trực tiếp. Vậy thì cái cơ hội hợp tác cùng với công ty thì như nào đúng không ạ? Chúng ta sẽ áp dụng những cái gói chính sách đăng ký phí lẻ và áp dụng hậu mãi khi phát triển kinh doanh đại lý. Thứ ba là thương mại điện tử, thứ tư là affiliate marketing. Và trên đây là cái chính sách kinh doanh, nó rất là đơn giản thôi. Đó là chúng ta sẽ
nhập hàng làm nhà phân phối, đúng không ạ? Chúng ta mua từ một sản phẩm trải nghiệm, chúng ta được chiết khấu là 10%, và chúng ta mua đến mức nào thì chúng ta sẽ được hưởng chiết khấu ở mức đó. Chúng ta mua 1,5 triệu thì chúng ta được chiết khấu là 20%. Chúng ta mua 5 triệu trở lên thì được chiết khấu 25%. Chiết khấu từ 12 triệu trở lên thì được chiết khấu là 30%. Chiết khấu từ 20 triệu trở lên thì chiết khấu là 33%. Chiết khấu từ 35 triệu trở lên thì được chiết khấu 36%. Chiết khấu từ 50 triệu trở lên được chiết khấu là 40%. Và ngoài ra chúng ta được cái quyền là giới thiệu để nhận hoa hồng khi chúng ta giới thiệu được đại lý và công ty, đó là được 10% trực tiếp và 6% gián tiếp. Đấy. Ngoài ra thì có một số cái hỗ trợ, mình như các bạn nhập từ 20 triệu trở lên sẽ được tặng bộ standee trên một lần mua. Còn với mức nhập là 35 triệu là phó giám đốc kinh doanh, các bạn sẽ tặng được một bộ standee hỗ trợ là 50% vận chuyển trên một lần mua. Và giám đốc kinh doanh là các bạn sẽ được tặng bộ điểm bán trực tiếp hỗ trợ vận chuyển trên một lần mua. Và được cộng dồn doanh số để lên mức chiết khấu cao hơn các bạn nhé. Trong một tháng ấy, các bạn sẽ được cộng dồn cái doanh số này lại. Nếu một tháng các bạn mà mua là trên 5 triệu thì các bạn sẽ được bắt đầu là cộng dồn để nhận được mức từ 5 triệu. Và các bạn cộng dồn trong một tháng lên 12 triệu thì các bạn sẽ được nhận chiết khấu là 30%. Và các bạn cộng dồn lên 50 triệu và chiết khấu là 40%. Và trên này thì Thắng đang mô tả cái cách tính thu nhập cho nhà phân phối để các bạn có thể nhìn thấy. Khi một khách hàng mà nhập 50 triệu ấy, các bạn sẽ được chiết khấu là 40%, đúng không ạ? Và được giới thiệu ra những người khác nữa thì cũng mua hàng như mình thì mình sẽ nhận 10% trên cái những người mà chúng ta giới thiệu ra. Vị doanh số ở đây một người là mua 1,5 triệu, một người 5 triệu, một người 50 triệu, một người 50 triệu, một người 20 triệu, tổng doanh số thu về là 126,5 triệu, thì bạn sẽ nhận được 10% trên cái số tiền đó. Ngoài ra những người đó họ thấy cái cơ hội này tốt và sản phẩm này tuyệt vời, đúng không ạ, lại đi tiếp tục lại đi giới thiệu cho những người khác nữa thì lại ra thêm 100 người, thì các bạn sẽ nhận được gián tiếp từ những người mà bạn giới thiệu ra là được 6%, mà doanh thu là 1 tỷ thì các bạn sẽ nhận được 6% là 60 triệu. Đó, một nhà phân phối bình thường nhất các bạn có thể nhận được là từ việc các bạn bán hàng xỉ lẻ này, thu nhập từ giới thiệu trực tiếp và thu nhập từ giới thiệu gián tiếp các bạn nhé. Thứ hai là chính sách tổng kho khu vực. Thì tổng kho thì chúng tôi sẽ có độc quyền trong vòng phạm vi là 3 km. Trong phạm vi đó thì chúng tôi sẽ không mở thêm các tổng kho nữa, đúng không ạ? Các bạn sẽ có thể là gửi link và giới thiệu các tổng kho này để các bạn nhận cái phần trăm chiết khấu trực tiếp luôn từ cái kho này, được không ạ? Tiếp theo là gì ạ? Điều kiện tài chính thì các bạn sẽ là có 3 mức là từ 100 triệu, 150 triệu và 200 triệu. Và các bạn sẽ được lưu kho, nếu như trong thời gian đầu tiên các bạn mới lấy về thì cũng chưa bán hết thì các bạn có thể lưu kho công ty. Và được hưởng là 4-6-8% doanh số toàn bộ kho hàng xuất ra. Và được khai thác cái thương hiệu của mình là không đồng. Các bạn sẽ được làm biển bảng và logo công ty. Và được hưởng cái chênh lệch xỉ lẻ từ cái đại lý mua qua kho của mình. Mình ví dụ có một khách hàng họ nhập chiết khấu là mua 1,5 triệu thì các bạn chiết khấu là 25%, đúng không ạ? 20-25% thì các bạn sẽ được chênh lệch là từ 40%, trừ đi 25 đó thì các bạn sẽ được 15% từ việc bán xỉ lẻ cho các đại lý. Thì mình sẽ chi tiết tổng kho để cho các bạn nhìn thấy này. Khi một cái đối tác ấy, các bạn nhập ở trong cái kho đấy là 100-200 triệu, các bạn làm tổng kho thì các bạn sẽ được nhận từ 4-6-8% doanh số. Ví dụ 100 nhà phân phối trong cái khu vực đó doanh thu là 3 tỷ thì các bạn sẽ nhận về là 4-6%, 8%, thì nó sẽ tương đương với là 120 triệu, 180 triệu, 240 triệu. Và cái chênh lệch xỉ lẻ khi cái hàng của mình nó xuất ra khỏi kho đó thì các bạn nhận được, thì các bạn có nghĩa là gì ạ? Các bạn nhận được cái phần thu nhập từ xỉ lẻ này, thu nhập từ giới thiệu này, thu nhập từ giới thiệu gián tiếp này, thu nhập từ cái việc đó là tổng kho phân phối đó. Những các nguồn thu nhập của Vitalize sẽ mang lại cho các bạn đó là việc chúng ta bán xỉ, bán lẻ, chúng ta sẽ nhận về là từ 10-40%, affiliate là 10% và 6% gián tiếp, tổng kho khu vực là được 4-8%. Đó, đây là cái nguồn thu nhập rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Anh chị em với những sản phẩm này thì rất là dễ làm, rất là dễ lan tỏa. Anh chị em có thể gửi video này, chia sẻ video này cho những người bạn của mình để mọi người có thể cùng tham gia với Vitalize, cùng hợp tác với cả Vitalize nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.